Xong rồi, chúng ta sẽ bắt đầu vào game đấu khi mà team Reborn 1 sẽ có Clay, Mạnh Quân, Sói trong vai Kiên PK và Mamea sẽ đánh Karun. Trong đó thì team Infinity sẽ có Jolie, Taka và Katalin. Đây là những cái hero mà nó khá là hot trong cái phiên bản này. Và chúng ta sẽ bắt đầu vào các màn bay vào bán cầu cấu. Ở đây thì đội hình của Reborn 1 sẽ cho màu áo màu xanh, trong khi đó thì Infinity sẽ mà màu áo màu đỏ. Cả hai bên sẽ là bay vào cắn cao cấu. Và đây là một cái game đấu của game của team Reborn 1 ngay đầu tiên. Thì các bạn hãy lên Facebook và hãy up cái link livestream của mình, và để cho tất cả những người xem có thể lên cổ vũ cho Việt Nam được một cách vui vẻ, đông đúc hơn. Ở Kiên PK thì đang được móc tóc và chạy lên cắn cao cấu luôn, và Mạnh Quân vẫn không quyết định đi lên để đánh nhau. Mạnh Quân đứng ở góc khá xa ở đây, chắc là quyết định sẽ farm quái và di chuyển về thôi. Vâng, thì ở đây thì Mamamia sẽ cầm con Karun, đây là một hero tổ của anh ý. Và team Infinity thì cái team này thì mình cũng hình như là mình đã từng gặp, nhưng mà không nhớ rõ lắm. Thì mình vẫn chưa rõ lắm cái phong cách đánh của cái team này. Mà xem cái lốc thi đấu thì cái team Infinity này thắng được team Informus. Và không hiểu sao thì game đấy team Informus không đánh hay là mắc cái lỗi gì mà tại sao lại có thể thua được team Infinity trong cái game đấu này, chúng ta nên xem. Ở đây thì trong cái trận đấu sẽ có sự xuất hiện của Clay sẽ đi lane, trong khi đó thì Jolie cũng sẽ đối đầu với anh. Và trong rừng sẽ là cặp đôi giữa chó và Karun. Vậy lên cắn cầu cấu mà không lên rồi, cắn rất nhiều đam vào chó và hiện tại lượng máu của chó khá thấp. Và bây giờ con Jolie ra stun giữa mặt Mamamia rồi. Mamamia lượng máu khá thấp phải di chuyển về. Trong khi đó thì Clay ngoài lane vẫn là đang ung dung farm. Clay đã farm được 6 con, trong khi đó Jolie mới chỉ farm 3 con thôi. Sọc vào để trách bụi, cắn cầu cấu luôn vào con cát và quá nhiều đam, một fan nổ bom cực kỳ đẹp. Và tiếp theo đây là sự cắn vào con Taka, và chó đã di chuyển về rồi. Trong khi đó Taka vẫn là đang tăng hình ở đây. Lượng máu của thanh niên Taka khá thấp, nhưng hiện tại không có đam, một pha dẫn sờ tăng rất chính xác đến từ Jolie và một vạn nữa. Combat 2v3 rất là khó chịu và đáng ngược về, khoảng cách quá xa và tăng hình đến từ Taka rồi. Trong cái tình huống đó thì team RB1 đã 2v3. Combat 2v3 thì cực kỳ bất lợi, và chúng ta chỉ giết một mạng khi team bạn giết được hai mạng rồi. Clay đã di chuyển vào đây và anh sẽ quyết định mua thêm một đôi giày, một quyển sách để có thể trụ lan một cách tốt hơn. Có thể nói thì ở thời điểm đầu game thì Clay chúng ta đang farm được nhiều hơn một chút, khi mà combat trong rừng các team bạn quá lòng ngoan và vào đánh nhau tương đối lâu, tạo khoảng trống cho thanh niên Clay có thể farm được một cách ok, ngon lành. Các bạn nào mà đang ở trên Facebook thì các bạn có thể up cái link mà mình vừa up lên để cho mọi người cùng xem và cùng vào cổ vũ cho team Việt Nam là team RB1 ở màu áo màu xanh. Chó lại liên tục nhiệm vụ của mình khi chó đang được mắc tóc và sẽ là có màn check bomb rất là hiệu quả đến từ cả hai bên. Và Kiên PK lại tiếp tục các màn bò lên để có thể check, và hiện tại Kiên PK đang di chuyển khá cao ở đây. Quyết định dụ dỗ gì chăng? Quyết định dụ dỗ cho con cắn vào con Taka rồi, bớt đam vào Taka, cắn cầu cầu Taka vẫn là đang bị cắn bật flare lên và đã cắn được. Taka đang bị dồn đam nhưng mà Mamamia đã bắt đầu cắn lắc lên rồi. Thanh niên này bắt đầu tham thu quẩy, chết luôn rồi. Kiên PK bị dẫm sờ tăn, trong khi đó thì thanh niên cát cũng chết. Jolie đã bật giày lên và chạy, và combat 1 đổi 2 đã có lợi đối với team Reborn 1. Sẽ là những màn cắn cao cấu đây. Và tiếp tục là sẽ vào đây xâm chiếm chút rừng, mà hiện tại thì rừng team bạn không còn gì nữa. Tình yêu tuyết trắng rồi. Ở đây thì thanh niên Mamamia đã cắn một quả lắc, và anh ấy đang có các màn cắn cao cấu rất kinh khủng. Thì ở đây thì chúng ta sẽ có cái sự đối đầu giữa ngoài lane. Thì con Clay và con Jolie thì cả hai con nó sẽ là farm nhau thôi. Nhưng mà hiện tại nếu mà Jolie hiện tại thì Jolie nó lại lên đeo rừng phép. Nếu bình thường Jolie mà lên một cái thanh kiếm như bình thường thì sóc con Clay rất là đau. Nhưng mà lên đồ phép này thì chỉ lợi ở phần ulti thôi. Vẫn là những màn harass cắn cầu cầu nhau. Và lượng mạng bây giờ là cân bằng 3-3, lượng gold không chênh lệch là mấy. Và vừa nói không chênh lệch thì team RB là ăn được thêm mấy con quái về bên trong, thì lượng gold chúng ta đã nhích lên 500 gold chênh lệch.
đây rồi, Kiên Deka đang đứng đây, sẽ chạy sang bên này để có thể check thấy được thanh niên Choi Sok rồi. Choi Sok di chuyển lên, một pha dẫm stun vào giữa mặt thanh niên Mạnh Quân, và hiện tại Taka đang mất quá nhiều máu tàng hình đến từ Taka. Pha tàng hình tốt, và bây giờ là Mama Mia đang cắn cầu cấu, chết luôn thanh niên Cát rồi. Combat một combat hầu như thì ở combat này thì team Infinity đã quá sợ hãi là phải di chuyển về. Trong khi đó thì Mama Mia đã nhường một con quái cho Kiên PK để có thể lên máu được. Sẽ quyết định ăn trộm ăn cắp hai con quái ở rừng bạn đến từ team RB1. Sẽ là những màn cắn cầu cấu rất nhanh. Cái S rừng này thì cho team như kiểu con Taka, nếu mà nó chưa đạt level 6 thì nó rất yếu. Vâng, cắn cầu cấu vào luôn thanh niên chó, nhưng mà hiện tại thì chó đang dâu tinh cơ nên anh di chuyển về rất nhanh và đặt quả bom chiến thuật ở đây để có thể ngừng các thanh niên này lại. Lại lên ngồi đợi mãi. Hôm qua mình thông báo là không có mà. Thì ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với chương trình livestream. Mạnh Quân lại bắt đầu có các màn di chuyển lên đây, và đã thấy thanh niên Choi Sok rồi, đập vào Choi Sok và dần chóc cái gì đó, và thanh niên Iba Sarara một pha tăng hình lên, nhảy dây đá xoáy dẫm sơ tăn chặn đầu, nhưng mà hiện tại không trúng đá ngược Taka về. Jolie thì đang ở đây đặt bom, Catherine đang ở đây và đặt bom để có thể soi thanh niên Mạnh Quân. Mạnh Quân khi mà lên một cái quyển sách book thì anh ấy có thể đọc sách và lên máu rất nhanh, rất ngon lành, rất ok luôn là nó khác. Kiên PTK lại nằm rình mò ước ao ở đây. Kiên PTK vẫn là những màn di chuyển lên khá là cao của anh để có thể check bom và có thể cắn vào cào cấu vào quân địch. Có thể thấy là thanh niên Mama Mia đang nấp rất kỹ để đề phòng team bạn có thể úp sọt, và toàn bộ đội hình của team Reborn 1 đã đổ lên đá ngược thanh niên. Ôi, hình như Mama Mia bị lag hay sao ấy, một pha tung stun không dính ngay. Có thể nói là trong cái tình huống vừa xong thì Mama Mia đã bị lượng ping khá là cao, và bây giờ là cố giết vào con Taka. Taka vẫn tăng hình cắn được luôn rồi, bật flare tầm xa và giết được con Taka, và một pha A rất đẹp đến cho team Reborn. Trong cái tình huống đấy thì team Reborn thanh niên Mama đã bị lag và có một quả stun không liên quan cho lắm. Ở đây thì các bạn bảo mờ thì mình cũng chịu, tại vì là hiện tại được truyền mình khá là tốt và ok nên nó sẽ không có trường hợp mờ miếng gì hết. Và con gold mine đã được ăn và lượng gold bây giờ đẩy lên chênh lệch rơi vào tầm 2.800. Mới thời điểm 7 phút mà chúng ta đã có lượng gold chênh lệch này rất là ok. Giải nhất giải này được đi đâu không thăng kim. Hiện tại thì giải nhất giải này cũng chưa chắc không được đi đâu, tại vì chúng ta sẽ có khắc màn đứng ở đây. Giải này chỉ là một cái giải phong trào xia thôi nên nó cũng không phải là official của dev. Ở đây thì toàn bộ đội hình của team Reborn 1 đang đổ lên rồi, và đang có hai thanh niên ở đây cực kỳ nguy hiểm. Nếu mà con Jolie một pha sọc xiên trúng rồi và lùi về luôn khi mà một pha sọc để có thể check hàng thôi. Glay đang đứng ở rất xa ngoài lane và quyết định đánh nhau không. Glay vào rồi, cắn lắc đến từ Glay, cắn cao cấu sờ tan một pha ulti giữa mặt Glay, một pha sờ tan tầm xa đến từ thanh niên Krul. Và trong game đấu này Krul chúng ta đang bị hiện tượng gì đó mà những pha sờ tan không dính mà nó rơi vào tầm là quá xa luôn. Ta Mama Mia đang mất quá nhiều máu ở đây và tất cả phải di chuyển về thôi. Mama Mia lại nấp bụi tiếp, dẫm giờ tan trúng anh em Mạnh Quân rồi. Mạnh Quân đã đổ xuống, trong khi đó thì Kiên BK vẫn là những màn cắn cào cấu đây. Mama Mia vẫn liên tục và bất đập chết luôn được con dưa cát rồi. Và tiếp theo là đây là sẽ màn solo giữa Taka và anh em cát, một pha ấy rất đẹp. Và Mama Mia con Krul nó đang phát huy được tác dụng của nó khi ở thời điểm đầu game nó cắn cào cấu cực kỳ khỏe. Trong cái game đấu này thì thanh niên Krul đã có breaking point rồi, và tiếp theo là sẽ là lên một cái giáp để có thể chịu được một cái lượng đam đến từ con Taka. Sẽ là giáp slow chăng? Mama Mia có skill quăng ngược chứ có phải lag đâu anh. Có thể là lag thì nó mới quăng ngược như thế, chứ tại sao tự nhiên lại tung một cái quả quăng ngược không liên quan mà không kết dính đến team như vậy. Thực ra thì một cái pick mà Krul với Glay của team RB thì cũng đã có tính toán từ trước khi mà muốn cancel cái quả ulti đến từ con Jolie.
con Jolly thì nó lên được phép nếu mà nó không ulti. Một pha nhảy ulti vào giữa mặt thanh niên mạnh quân di chuyển về đánh luôn, và Cap bây giờ mới xuất hiện một pha bay ngược về đến từ mạnh quân. Và vẫn là những cái giây phút cực kỳ là nóng với team Việt Nam, và lượng gold chênh lệch là 3.000, chúng ta đã có rất là nhiều lợi thế trong game đấu này. Và hiện tại thì Kim TTK, một con support đã có level 6, sẽ gọi 1 tỷ con chó lên thì có thể hack map và bắt được thanh niên TK. Vẫn là những màn di chuyển, vẫn là những màn cắn cầu cầu đến từ cả hai bên thôi. Và ở đây thì mạnh quân đang đứng ở vị trí khá cao. Cat và Jolly đã bắt đầu ở đây, và bay ngược về cực kỳ nhanh đến từ mạnh quân, và bay về phải nói là cực kỳ nhạy cảm. Mama Mia lại tiếp tục nắp ở đây, và toàn bộ đội hình của team Infinity sẽ đi vào. Infinity đi vào pha sọc xiên đến từ thanh niên dân chốc để có thể có các bàn soi map. Glay đang đứng ở vị trí nó khá là xa đồng đội và quyết định đánh nhau không đến từ team Ray 1, và cắn cầu cầu luôn. Jolly dẫn giờ tàn giữa mặt mạnh quân và cắn cầu cầu ulti rất đẹp, và mạnh quân cũng sắp chết rồi. Mạnh quân đang ngã xuống, và tiếp theo là đến thanh niên Kim DK, trong khi đó thì thanh niên Krul vẫn là đang thăm tu quẩy đây, quẩy rất đau chết luôn Taka. Rồi tiếp theo là đến thanh niên Cap, và tiếp cuối cùng là đến con Jolly, giết Jolly đi, nhưng mà hiện tại Jolly đã vào trụ rồi. Mama Mia đã có cái màn mắc tóc và bay lên đây cắn cầu cầu. Ơi, còn một chút máu nữa thôi. Rất đáng tiếc khi mà chúng ta cứ tưởng vâng vẫn là A đến từ cho team Reborn 1, và thanh niên Kiên VK lượng máu mất khá nhiều khi mà hai con trụ bắn tương đối đau. Trong công an vừa xong thì team Infinity đang có các màn mất chủ động, mất lợi thế. Sẽ là cắn cầu cầu. Cắn cao cấu để ăn các con trụ, và những cái màn like đến từ team Reborn 1 để thể hiện chiến thắng liên tục các khởi loại spam icon. Ở đây thì team KPK sẽ đi di chuyển vào đây và cắn các thanh niên này. Màn gào rú rất là điên đảo, giờ tăng giữa mặt rồi ulti dẫm giờ tăng cực kỳ ăn hại đến từ Jolly, nhưng vẫn kết thúc được con chó. Tiếp theo là để Mama Mia quay vào cắn cao cấu luôn con tăng cơ, sợ gì tăng cơ, bứt con Jolly ra và thịt con Taka, dẫm giờ bắn giờ tăng và chết luôn Taka rồi. Hai thanh niên Glay cũng như là Krul đang quá khỏe trong game đấu này, và sẽ quyết định tiếp tục các màn ăn trộm rừng của team bạn, trong khi là thì Glay đang đứng ngoài đây để có thể farm quái. Cái gì đấy, quăng ngược xong bật giày bứt tốc chỉnh hướng, em dính mấy lần rồi tại cả nhà ấy. Có thể là cái màn combo thế thì nghe nó hơi lòng ngoằng, tại sao không lại sờ tăn thẳng luôn mà lại phải chạy ngược thế cho nó khổ. Bay lên sờ tăn và thanh niên Cap đã sờ tăn ăn hại rồi. Trong cái tình huống vừa xong thì thanh niên Glay đang có skill 1 và có thể dễ dàng bay và tốc biến bất cứ lúc nào. Ở đây thì game đầu chúng ta đã bước sang phút 12 rồi. Phút 12 thì vẫn có những cái sự chênh lệch gold nhất định, khi mà 6.000 gần 7.000 gold đã chênh lệch về cho team RB rồi. Chúng ta đã có rất nhiều lợi thế trong game đấu này. Glay đang bổ như một con điên đây, làm quái cực kỳ nhanh, cực kỳ khỏe. Và chó cũng đã lên di chuyển rất cao để có thể check map, và hiện tại chó đã có ăn tin rồi. Gọi 1 tỷ con chó ra trang, và cho dân chóc đã bị xuất hiện rồi. Vẽ bớt đam vào thanh niên Glay, tuyết vào thanh niên Catali luôn, đáng ngược về. Trong khi đó thì đã bật giáp sờ lâu lên rồi, dẫm sờ tan vào không trúng ai, và tròi sốc phải chạy về thôi. Toàn bộ đội hình của RB di chuyển lên một pha ulti, nhưng mà theo như mình thấy thì ulti nó vẫn là chưa thầm, khi mà đã không có các màn gì để có thể giữ lại. Và hiện tại thì con trụ nó đang bắn Mama Mia, chúng ta rất đau và cần thiết phải di chuyển về để đỡ cái sự giết chóc đến từ tìm bạn. Sờ tăn lâu hơn à, nguy hiểm vậy. Có lẽ nào đang có màn dụ tê lê đến từ Mamia đây rồi. Đây là một màn dụ hàng đến từ Mamia, và thanh niên Taka đã gần như là rơi vào bẫy. May vẫn còn một cái màn mà tàng hình đi về. Mamia chúng ta đánh khá tự tin, cắn cầu cầu luôn con voi. Con voi phải di chuyển về rồi, khi mà hai thanh niên đang đứng ở đây lắc để có thể có màn né cái sọc xiên đến từ con Jolly. Và Glay đã hết lắc rồi, trong khi đó thì Glay lên một cái hút máu và một cái trừ giáp dẫn thời gian trúng hai người và dẫm sọc Mama Mia, lượng máu khá thấp, cắn vào cầu cầu con nào đây, đá con Cat về và vẫn là một phát ulti rất đẹp đến từ tròi sóc. Nhưng mà hiện tại thì cancel stun đến từ thanh niên mạnh quân và dẫm stun chết luôn rồi. Thôi Kiên VK cũng đang ở đây, Kiên VK đang một mình chống chọi với hai thằng, một pha sọc
Xiên đến từ Team Infinity. Vẫn là những màn spam icon và Team Infinity sẽ có màn dẫm vào đây ăn con gold mine. Con gold mine sẽ bị họa trong cái thời điểm này. Những cái dấu chấm hỏi đến từ team bạn. Đấy, mấy kia cây mà mẹ cũng khó có thể hiểu được. Một cái chấm hỏi tiếp theo đã xuất hiện. À, có lẽ là cái stun của thanh niên Mamamia nó có thể có cái mình cũng không rõ lắm, cái stun của con Kroon thì khoảng cách càng xa thì nó càng lâu chăng. Lát nữa để nghiên cứu lại xem nó như nào. Ở đây thì Mamamia lại tiếp tục các màn thăm quái và những cái dấu chấm hỏi mình không hiểu là từ team nào. Và Glay thì một mình một Giang Sơn và đã di chuyển lên đây rồi. Logon hiện tại rơi vào tầm vẫn là 6.200 nghiêng về team RB1. Và Voi thì đi di chuyển lên đây và một pha bay ngược về đến từ Mạnh Quân. Đá sơ tan về, dẫm sơ tan đè lên rất nhiều đam bớt vào người thanh niên Mạnh Quân. Và Mạnh Quân đang hết đồ rồi, chạy ngược về phía Mamamia để có thể support được. Và hiện tại Mamamia đây dẫm sơ tan vào ngay giữa mặt thanh niên Voi. Voi bật giáp sờ lâu ulti và Ken PK lượng máu khá thấp trong khi Taka đang ở đây. Taka màn nhảy dây và bây giờ Ken PK mới gọi 1 tỷ con sói ra, dẫn sờ tăn đè lên một lần nữa. Mamamia đang bị sờ tăn lên quá nhiều, Ken PK phải di chuyển về thôi và chúng ta đang bị mất dần lợi thế. Một pha A rất đẹp đến từ team Infinity, vẫn là những tiếp tục các màn chấm hỏi. Ăn vào con Kraken luôn, vãi cả nhà ấy. Không hiểu sao thì game đấu này chúng ta đang đánh hơi chủ quan chăng? Sẽ là các màn ăn vào con Kraken và hình như là thanh Basu đang mất khá nhiều máu đây. Lại những màn spam icon tiếp đến từ các thanh niên, nghe rất đau đầu. Rồi, một pha ăn xong con Kraken và con Kraken đã được họa. Ở đây thì có lẽ nào chúng ta chấp team bạn ăn Kraken để có thể lấy được free 500 gold chăng? Hiện tại thì chúng ta mới chỉ phút được một trụ thôi, nó rất là nguy hiểm khi mà đánh về càng sau. Thì con Jolly mà nó đã xanh thì nó một pha ulti nó có thể clear được Kroon cũng như là thanh niên Glay. Và Taka cũng vậy, Taka sẽ quyết định lên giáp slow để có thể ngăn cản được tốc độ đến từ team RB. Và sẽ là cắn cầu cấu và vừa trụ vừa con Kraken đến từ thanh niên Kroon. Và Kroon bay đá ngược về ngay trên không luôn. Và đây là màn combat 3 người đây. Team RB đã bắt đầu sử dụng combat 3 người rồi. Và tiếp tục Mamamia đang bớt đam vào thanh niên Cat. Và Cat vẫn là những màn vòng quanh sô-cô-la bánh bao giữa đồng đành ở đây. Và ulti không, vẫn là đuổi theo. Ôi một pha bật block rất hay đến từ thanh niên Void. Và Void đã di chuyển được về trong khi Taka ở đây và ăn luôn chăng? Và sẽ là Kroon sẽ ăn luôn con trụ luôn trong cái thời điểm này. Và con Kraken đã bị hoạn rồi. Lượng gold chênh lệch rơi vào tầm 8.000 nghiêng về team Revolt. Liên tục về spam các màn icon cực kỳ là đau đầu. Chúng ta cần thiết đánh bình tĩnh lại một chút. Và team bạn đang đặt khá là nhiều bom ở đây và chúng ta cần thiết cẩn thận. Hiện tại thì lượng bom của team RB đang bị khá thưa thớt. Đối với một con như Taka thì đây là một điều cực kỳ nguy hiểm. Liên tục các màn ấn chấm hỏi và mình không hiểu là team nào spam, nhìn khá đau đầu. Sẽ là màn di chuyển lên đây khi mà Kroon có thêm một cái giáp slow cũng như là cái mũi nỏ slow đến từ team RB1. Đây rồi, thấy dân sót rồi, gọi 1 tỷ con chó ra, nhảy sơ tan về và đây là bây giờ sẽ chạy lên. Sơ tan trúng mặt thằng Imba và Imba chết rồi, một pha ulti rất đẹp nhưng mà hiện tại thì không trúng ai. Sai lần hai người và bây giờ vẫn là những màn cắn cầu cấu và cắn luôn vào con Jolie, cắn luôn vào cả Catherine và sẽ là màn phút trụ rất nhanh thôi. Khi mà các hero của team Reborn đang quá khỏe trong cái game đấu này rồi. Sẽ là phút hay không đây, khi mà lượng máu chúng ta đang khá thấp và không nên đánh nhau. Sẽ là cấu. Game đầu chúng ta đã bước sang phút 18 rồi, gần đến 20 phút và game đầu vẫn là đang được tiếp tục. Cực kỳ đau đầu, quá nhiều cái biểu tượng nó sẽ được bay lên. Mà Mia lại bắt đầu đứng rình mò ở đây.
sẽ là cực kỳ nguy hiểm khi mà team bạn set up được các góc combat nó mà rơi vào tầm nó cứ hẹp hẹp này thì nó rất là đau đầu. Đây thì đội hình team Infinity vẫn là những màn quay tay thần trưởng, quay tay rất vui vẻ. Nên spam team xanh Spike sẽ là bay vào đây và ulti cắn cầu cấu stun tầm xa và bay ngược về rồi. Bay nhờ mấy stun vào con cáp và stun khá lâu. Đúng rồi, theo lý thuyết là nó bay càng xa thì stun càng khỏe. Và đây bây giờ là dân chơi một pha sử dụng ulti và Imba sẽ bị đánh cắn cầu cấu đây, cắn chết rồi. Một pha ấy rất đẹp đến giờ team reborn. Hiện tại thì lượng gold chúng ta đã chênh lệch khá là nhiều rồi, sẽ là phút vào đây đây, sẽ là rất là nhiều cái sự spam đến từ các thanh niên và sẽ là cắn cầu cấu vào con trụ đang bị bớt đam 1 tỷ đam bớt vào con trụ và tiếp theo là sẽ bớt vào con bay chính ơi. À, game đấu này thì team R31 sẽ đã giành chiến thắng rồi, sẽ là đã là những màn cắn cầu cấu đến từ các team spam sẽ là để cái skill 2 để có thể đập vào con trụ và rất đẹp. Và trận đấu đầu tiên của khuôn khổ giải SEA Tournament đã kết thúc và chúng ta đợi ít phút để đến với game đấu tiếp theo của team hình như game đấu tiếp theo là team nào nhá, để mình ra mình xem. Hình như là team Cola,